Các bạn đừng nói mình đi phá rừng nữa nha các bạn. Phá rừng là đốn những cây lớn, những cây bự bự thì mới gọi là phá rừng các bạn. Còn mình đi lụm mấy cây con về trồng thôi các bạn. À, các bạn biết rồi đó, ở Đà Lạt thì một cái đồi thông rất là nhiều cây và nó rụng hạt đó. Thì cái chuyện mà đi đâu cũng gặp những cây con lên các bạn đó. À, nếu mà mình không đi bứng những cây nhỏ nhỏ về thì nó cũng không đủ điều kiện để nó phát triển lên đâu các bạn ha. Cái thứ nhất là nó mọc ngay đường đi, người ta cũng sẽ chặt. Và cái thứ hai nữa là lá thông nó rụng rất là nhiều các bạn. Mình thấy ở đây thì người ta sau một thời gian thì người ta sẽ đốt cái phần lá ở dưới các bạn, thì những cái cây này nó cũng chết thôi các bạn ha. Nên cái việc mà mình lụm những cái con này là không phải là phá rừng nha các bạn nha. Thì những người chơi bonsai là những người rất rất là yêu thiên nhiên và yêu rừng các bạn, nên mình chỉ lụm những cây nhỏ nhỏ thôi nha các bạn nha, không có phá rừng nha các bạn. Các bạn cứ nói mình đi phá rừng hoài.